Chúng ta thường nghe thấy rằng niềm tin mang đến điều mà chúng ta mong muốn. Nói đơn giản, mọi sự việc trong cuộc sống của chúng ta dù là tốt hay xấu, dù là như ý hay trái ý, đều được thông qua suy nghĩ của chúng ta mà gửi gắm đến vũ trụ. Và vũ trụ sẽ báo đáp lại cho chúng ta bởi luật hấp dẫn. Nếu như bạn đã đọc cuốn Bí mật của Rhonda Byrne hay cuốn Luật hấp dẫn bởi hai tác giả Esther and Jerry Hicks, thì bạn sẽ biết đến sức mạnh vĩ đại nhất của vũ trụ, đó chính là luật hấp dẫn. Từ lịch sử xa xưa đến nay, trên thế giới đã có rất nhiều những bậc vĩ nhân, những người nổi tiếng và thành công trong cuộc sống đã vận dụng bí mật này để thu hút về cuộc sống của họ sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc hay những mong muốn tốt đẹp. Nhưng tại sao rất nhiều người trong chúng ta vẫn không áp dụng được và cảm thấy luật hấp dẫn không hề hiệu nhiệm? Lý do quan trọng nhất đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa làm chủ được suy nghĩ của chính mình. Vậy, kẻ đứng đằng sau thao túng những suy nghĩ của chúng ta mà khiến chúng ta không hề phát giác là ai, là thứ gì? Đó chính là tiềm thức. Cũng chính bởi vậy mà người ta mới nói tiềm thức có sức mạnh hết sức to lớn nhưng cũng vô cùng đáng sợ đến nhường nào. Trong video ngày hôm nay, Better Version sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta thay đổi được tiềm thức và làm chủ được vận mệnh của chính chúng ta. Điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải nắm rõ được quy luật của vũ trụ là gì. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu được quy luật gieo hạt và gặt hái. Bạn gieo suy nghĩ nào sẽ gặt về được kết quả đó. Quy luật của vũ trụ thực sự vô cùng đơn giản. Nhưng tại sao hầu hết mọi người đều không đạt được những gì họ muốn? Là bởi vì họ chỉ luôn tập trung và suy nghĩ về những gì họ chưa có. Hãy tưởng tượng, bộ não của bạn là đất trồng, suy nghĩ của bạn là hạt giống, hành động của bạn là tưới nước và cảm xúc của bạn chính là mặt trời. Nếu như bạn gieo bất kỳ hạt giống nào vào trong não bộ, đồng thời cảm nhận rằng bạn đã có được nó và sau đó lên kế hoạch, quyết tâm nỗ lực đến cùng thì cuối cùng điều đó sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, ngay cả bản thân chúng ta cũng là năng lượng, và tất cả năng lượng đều hút nhau ở cùng một tần số. Bạn không thể phát ra năng lượng tiêu cực mà lại mong muốn đạt về một kết quả tích cực được, cũng như không thể gieo vào mảnh đất của bạn những suy nghĩ thất bại mà lại có thể gặt hái được thành công. Nếu như bạn liên tục nghĩ về những gì bạn không muốn hay những gì khiến bạn sợ hãi, lo âu, thì theo quy luật gieo hạt và gặt hái, vũ trụ cũng sẽ khiến chúng nảy mầm và trở thành sự thực tồi tệ trong cuộc đời bạn. Bạn hãy luôn nhớ kỹ một câu này nhé. Cuộc sống của bạn là những gì bạn nghĩ. Câu nói này sẽ luôn nhắc bạn lập tức thay đổi suy nghĩ của bạn về tần số tích cực. Gieo trồng hay gặt hái cũng đều cần có thời gian. Gieo trồng mong muốn tốt đẹp và não bộ cũng tương tự như vậy. Chúng ta không nên dục tốc bất đạt mà nản lòng. Hãy tin tưởng, khẳng định và kiên trì đến cùng. Quá trình vũ trụ khiến bạn biến suy nghĩ thành hiện thực, thực chất là quá trình bạn đang dần trưởng thành và phát triển đi lên. Một khi những mong muốn của bạn đi vào tiềm thức, nó sẽ thúc đẩy bạn nghĩ ra những gì mà chưa bao giờ nghĩ đến trước đó, và lập tức sẽ khiến bạn hành động để đi đến thành công. Vậy làm thế nào để bạn gieo được những suy nghĩ tốt đẹp và gặt hái được những điều tốt đẹp? Cách duy nhất đó là bạn cần phải làm chủ được tiềm thức của chính bạn. Cho dù bạn tin hay không tin thì trong cuộc sống, thế giới này đang luôn muốn tẩy não bạn. Họ luôn tìm cách thâm nhập vào tiềm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta không tự vận hành tiềm thức của mình thì sẽ có người thay chúng ta làm việc đó. Giới truyền thông, giới quảng cáo và những người truyền bá tư tưởng đều đang muốn tẩy não chúng ta. Đây cũng chính là lý do tại sao mà mỗi năm người ta đều sẵn sàng đầu tư hàng chục tỷ đô la vào quảng cáo chỉ để thâm nhập vào tiềm thức của người tiêu dùng. Chỉ cần một khi những điều này trở thành một phần trong hệ thống quan niệm của tiềm thức thì chúng ta rất có khả năng bị khống chế vào lúc nào không hay. Tiềm thức của bạn cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tấn công và xâm nhập. Chính vì thế, để có thể làm chủ được tiềm thức của mình, bạn phải tự tẩy não cho chính mình và cần tìm hiểu rõ về bản chất của tiềm thức. Vậy sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 điều cốt lõi của tiềm thức là gì. Thứ nhất, tiềm thức luôn ghi lại mọi thứ bạn thấy và nghe được, ngay cả những thông tin bạn không phát giác được. Ví dụ,
nếu bạn bật TV lên và chìm vào giấc ngủ, tiềm thức cũng có thể nghe thấy mọi thứ đang phát trên TV. Thứ hai, tiềm thức ghi lại tất cả những kỷ niệm và trải nghiệm trong cuộc sống của bạn, lưu trữ tất cả các sự kiện ấy dưới dạng các thước phim và hình ảnh trong tâm trí bạn. Vì vậy, bạn cần phải biết rõ được bạn rốt cuộc mong muốn điều gì. Chỉ khi bạn biết rõ mình muốn gì và điều gì thực sự làm bạn trở nên có ý nghĩa, thì khi đó bạn mới có thể đưa ra những lựa chọn đúng. Những lựa chọn đúng sẽ đem lại những trải nghiệm tích cực. Những trải nghiệm tích cực này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiềm thức và khiến tiềm thức nghe lời bạn. Thứ ba, tiềm thức không nghe thấy từ không. Nếu bạn nói tôi không hút thuốc nữa, những gì tiềm thức nhận được chỉ là sự xuất hiện của điếu thuốc lá. Vì vậy, nó sẽ khiến bạn tiếp tục không thể từ bỏ được việc hút thuốc. Thứ tư, tiềm thức không thể phân biệt được đâu là tương lai, đâu là hiện tại. Đây là lý do tại sao nếu bạn có mục tiêu, bạn nên cố gắng cho tiềm thức hiểu rằng bây giờ bạn đã đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, nếu bạn muốn đạt được số tiền 10 triệu, 100 triệu hay nhiều hơn thế, hãy hình dung, suy nghĩ và cảm nhận như thể bạn đã có được nó rồi. Thứ năm, tiềm thức không thể phân biệt được đâu là tưởng tượng và đâu là thực tế. Đây là lý do khiến bạn nổi da gà khi xem phim kinh dị. Ý thức của bạn biết đó là giả, nhưng tiềm thức của bạn thì không thể phân biệt được. Nên hãy tận dụng bí mật này của tiềm thức để tưởng tượng về cuộc sống và những điều mà bạn mong muốn. Cho đến khi ngay cả bạn cũng tin là thật, thì tự khắc vũ trụ sẽ hồi đáp và giúp bạn biến nó thành hiện thực. Thứ sáu, tiềm thức kiểm soát được 95% cuộc sống của chúng ta. Nó hình thành nên những thói quen, và chúng ta là sản phẩm của những thói quen. 95% nội dung bạn làm ngày hôm nay đều là sự lặp lại của ngày hôm qua. Có nghĩa là thời gian bạn có nhận thức rõ rệt chỉ khoảng 5% mà thôi. Chính vì thế bạn hãy xây dựng cho mình những thói quen tốt, càng sớm càng tốt. Thứ bảy, sự lặp lại có thể tạo ra niềm tin mới cho tiềm thức của chúng ta. Khi bạn nói hoặc nghĩ một cách lặp đi lặp lại với bất cứ điều gì đó đủ lâu, thì cuối cùng tiềm thức sẽ bắt đầu tin vào nó, thậm chí ngay cả khi chúng hoàn toàn sai sự thật. Khi đạt được mức độ tần số nhất định, bạn sẽ bắt đầu thu hút những thứ đã đưa vào tiềm thức của bạn. Đó chính là những thứ mà bạn thường xuyên nghĩ đến. Quy luật này cũng được gọi là luật hấp dẫn, là một định luật rất thực tế và có sức phi thường của vũ trụ. Để đạt được sự thành công, sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc như mong muốn, bạn cần phải tự tẩy não bằng cách lập trình lại tiềm thức của mình và lặp đi lặp lại những suy nghĩ của bạn mỗi ngày. Vậy, làm thế nào để lập trình lại tiềm thức của chúng ta? Có 8 bước đơn giản giúp bạn có thể thành công lập trình lại tiềm thức của bạn như mong muốn. Bước đầu tiên, bạn hãy lấy ra một tờ giấy và viết ra những mong muốn cụ thể của bạn. Nó có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn, bao gồm cả phong cách sống, hay một công việc cụ thể, hoặc là một chiếc xe hơi, hay một ngôi nhà có vườn hoa đẹp. Dù là bất cứ thứ gì thì nó đều phải rõ ràng và cụ thể. Bước thứ hai là bắt đầu hình dung rằng bạn đã đạt được mong muốn và mục tiêu của bạn. Lúc này, chúng ta hãy để những mong muốn diễn ra như một bộ phim phát ra trong tâm trí. Và sau đó hãy cảm nhận nó như thể là một sự thật đã hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng, tiềm thức không thể phân biệt được đâu là tưởng tượng và đâu là thực tế. Bước thứ ba là ngừng xem những hình ảnh hay phim ảnh có mâu thuẫn với niềm tin của bạn. Vì tiềm thức luôn bị ảnh hưởng, bạn phải tạo cho nó sự ảnh hưởng đúng đắn và chỉ nên tập trung sự chú ý và năng lượng của bạn vào những thứ giúp bạn đạt được mong muốn và mục tiêu. Bước thứ tư là thiết kế một câu nói khẳng định tích cực, ngắn gọn cho bản thân, ngụ ý rằng bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn thành công, câu khẳng định có thể là tôi thành công ký kết được hợp đồng dự án ABC. Nếu bạn muốn có được nhiều tiền hơn, bạn có thể bắt đầu bằng tôi rất thịnh vượng và tôi có khoản tiền 1 tỷ trong tài khoản. Và bạn hãy nhớ rằng thế giới tiềm thức chỉ có thì hiện tại, nên câu khẳng định của bạn cần được thiết kế ở thời điểm bây giờ. Chẳng hạn như tôi là, tôi có, chứ không phải tôi sẽ, tôi muốn. Bước thứ 5, cài đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại để nhắc bạn nói những lời khẳng định vào một thời điểm cố định trong ngày. Và sau đó hãy lặp lại việc này mỗi ngày. Khi nói câu khẳng định, bạn hãy tưởng tượng những hình ảnh liên quan đến lời nói đó
Việc này thoạt nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đây là một phương pháp thực sự khả thi. Nó có thể đưa suy nghĩ và tư tưởng thâm nhập rồi ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Bước thứ 6, lắng nghe lời khẳng định mà bạn đã thiết kế. Hãy ghi âm lời khẳng định của bạn, biến nó thành file ghi âm, cài vào điện thoại và nghe nó vào mỗi đêm cho đến khi bạn chìm vào trong giấc ngủ. Trong trạng thái mơ màng, tiềm thức rất dễ hấp thụ những lời khẳng định của bạn. Bước thứ 7, bắt đầu nói về những mong muốn của bạn như thể chúng đã thành hiện thực. Bước thứ 8, rất đơn giản, lặp lại và phải lặp lại. Những thói quen và niềm tin sẽ được hình thành thông qua sự lặp lại. Theo nhiều nghiên cứu, chúng ta cần ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Vì vậy, hãy cố gắng lặp lại những phương pháp này ít nhất 21 ngày nhé. Và rồi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Và điều cuối cùng, chúng ta cần tìm hiểu các phương pháp tăng cường và làm chủ tiềm thức. Chúng ta có 4 loại sóng năng lượng trong não. Loại thứ nhất là sóng beta, sóng não trong trạng thái căng thẳng. Ví dụ sóng não beta sẽ xuất hiện trong khi chúng ta làm việc hay khi chúng ta hồi hộp cao độ. Loại sóng thứ hai là sóng alpha, sóng não trong trạng thái chúng ta thư giãn. Sóng alpha xuất hiện khi chúng ta nhắm mắt và tưởng tượng, hay ngồi thiền hoặc là xem phim. Vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức cao về cách hấp thụ các thông tin hàng ngày. Loại sóng thứ ba là sóng theta, sóng não đi vào thiền định sâu. Loại sóng thứ tư là loại sóng delta, đây là sóng não trong trạng thái ngủ sâu. Khi ngủ, não của chúng ta chuyển sóng beta sang sóng alpha, sau đó thành sóng theta, rồi cuối cùng là đến sóng delta. Với sự thay đổi sóng não như thế này, não của chúng ta sẽ dần đi vào tiềm thức. Và chúng ta có 3 phương pháp giúp tăng cường và làm chủ tiềm thức. Phương pháp đầu tiên đó chính là thiền định. Đây là cách giúp chúng ta điều chỉnh sóng não hữu hiệu nhất. Thời gian khi vừa mới thức dậy là khoảng thời gian ảnh hưởng nhiều nhất đến tiềm thức. Và trước khi đi ngủ là thời gian sóng não bắt đầu đi vào mức độ sâu hơn. Nếu trong hai khoảng thời gian này, khi vừa mới thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, bạn thực hiện ngồi thiền 10 đến 20 phút, thì cả ngày hôm đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ dàng làm chủ được tiềm thức hơn. Phương pháp thứ hai đó chính là hãy luôn biết ơn. Hãy biết ơn mọi thứ bạn muốn có và mọi thứ bạn đã có trong cuộc sống này. Hãy nói lời cảm ơn và tập trung vào cảm giác biết ơn 10 đến 15 phút trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy. Khi bạn nói lời cảm ơn, tự khắc bạn sẽ nhận được về nhiều hơn. Khi biết ơn thì suy nghĩ của bạn cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Nó giúp bạn dễ dàng thu hút về những điều tốt đẹp hơn. Phương pháp cuối cùng đó là hình dung. Đây là một trong những phương pháp giúp bạn kết nối và khiến tiềm thức nghe lời bạn nhất. Hãy bắt đầu tập hình dung bản thân trong một cuộc sống hoàn toàn mới. Tưởng tượng bạn trở thành một người tuyệt vời như bạn muốn. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp này thông qua cuốn sách Người Nam Chân, Bí mật của luật hấp dẫn bởi tác giả Jack Canfield. Khi bạn luyện tập những phương pháp này nhiều hơn mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu buông bỏ những hình ảnh cũ của bản thân và những tư tưởng hay suy nghĩ mới sẽ dần dần mạnh mẽ ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn. Lúc này, vũ trụ sẽ sắp xếp người, sự vật và vật đến bên bạn để bạn lập tức hành động. Một khi hành động, hãy kiên định đến cùng, bạn sẽ gặt hái được thành công và những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Và chúng mình là kênh chia sẻ những kiến thức, kỹ năng sống, học tập và làm việc để cùng bạn phát triển toàn diện bản thân, giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của bạn mỗi ngày. Nếu bạn thấy nội dung của video này hữu ích, hãy ủng hộ chúng mình bằng nút like nhé. Và hãy nhấn vào nút đăng ký, mở nút thông báo để không bỏ lỡ các video mới của chúng mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.